Deku, một cậu bé luôn hết sức lạc quan giữa trời đông lạnh giá sau khi biết mình không có cô C. Deku, cậu bé đem nụ cười lạc quan của mình cứu rỗi mọi người. Nhưng rồi ai sẽ cứu rỗi cậu? Và đó chính là tất cả những gì đang xảy ra với Deku. Khi mà gánh nặng từ cái mác truyền nhân của One For All đã bón thành cho tâm trí Deku và biến cậu trở thành một anh hùng đắc đắc bra bra là mau. 4 tháng không tắm, dầm mưa rãi nắng truy lùng vị trí của All For One đã khiến không ai nhận ra Deku là biểu tượng hòa bình của tương lai nữa. Thậm chí do cậu trông giống tội phạm còn hơn cả bọn tội phạm nữa chứ. Vậy, vì sao Deku đã trở thành như thế này? Hôm nay, mời anh em giải mã sự thay đổi từ anh hùng Deku sang Đắc Deku nhé! Đầu tiên, trách nhiệm khổng lồ của người nắm giữ One For All. Để mà nói về nguyên nhân Deku trở thành một đống bùi nhùi như hiện tại, thì ta phải tua ngược một chút về trước. Khi mà Deku vẫn còn là một anh hùng trong sáng VL, là một fan cuồng của All Might, nên từ bé cậu đã vô cùng tuyệt vọng khi biết tin mình không có tí năng lực di truyền nào từ bố mẹ. Tuy nhiên cậu có một ý chí rằng điều này không thể ngăn cản giấc mơ làm anh hùng của mình. Từ chỗ này tôi kiểu mẹ tố chất anh hùng ở đây chứ đâu nữa. Khác hoàn toàn với thanh niên Shigaraki. Bất chấp việc bị bạn bè chê cười và thanh niên cây khế Bakugo suốt ngày bắt nạt, chính sự dũng cảm luôn chia tay ra với bất kỳ ai, kể cả đó là kẻ bắt nạt mình đi chăng nữa, đã đủ để chứng minh Deku xứng đáng có được One For All. Chứ không, cái hồi Bakugo bị tên quái vật bùn hay phân gì đó tóm giữ, Deku chỉ biết hô cứu cứu thì có khi bòi chó điên đã liệm từ lúc ấy rồi. Nhưng sự việc cũng chính từ đây mà ra. Đúng vậy, một trong những nguyên nhân chính khiến Deku trở thành Dark Deku chính là vì One For All. Hồi mới nhận được năng lực, đầu súp lơ chỉ kiểu, uầy, sức mạnh, excellent thế nhở. Okay. Chứ đâu nghĩ đến sau này nó sẽ trầm cảm đến thế. Cậu làm sao biết được, All For One dù bị đánh bại nhưng một bá chủ tội phạm như lão thì dễ gì bỏ cuộc. All For One luôn cố gắng lung lay cái biểu tượng hòa bình tuyệt đối mà All Might đã dựng nên. Và liên minh tội phạm chính là những con cờ của lão. Các bạn để ý là cái nhóm này đúng kiểu bị xã hội ruồng bỏ luôn ấy. Thoạt đầu, All For One chỉ thực hiện mấy bước đi nhỏ lẻ kiểu gãi gãi chọc chọc, lấy đà để cho thằng chầu tre Shigaraki cùng dàn hình đệ báo đời báo đốm ủi thẳng với Yuei gây sự. Hai sự kiện bắt cóc Bakugo và cuối cùng chính tay lão ra mặt xuất đào MA. Chấm dứt biểu tượng hòa bình tuyệt đối. Và sứ mệnh, hay tôi muốn nói đúng hơn là gánh nặng ấy đã được chuyển giao lại sang cho Deku. Một thanh niên mới mười mấy tuổi đầu chưa trải sự đời, tới đây bắt đầu cảm thấy hơi oai oái rồi nha. May mắn lúc này thì hai bên đều kiểu thằng nào cũng hấp hối nên phải rút lui và dưỡng thương, phun bình rồi mới ra BK tiếp. Nên tâm lý Deku cũng kiểu bị áp lực nhưng chưa quá nhiều. Nhưng rồi, đéo ai ngờ được thằng kia không những phun kê máu mà bây giờ nó còn lên đến mấy chục level. Thanh niên Shigaraki dã hàng loạt anh hùng như dã gạo và tới cả top 2 như Endeavor cũng không shut down được chuỗi bất bại của tên này. Và nó cũng chính là cột mốc mà Super Boy sụp đổ trước áp lực của người nắm giữ One For All. Nếu ở lần giải cứu Bakugo, All For One chỉ kiểu đe dọa All Might rằng tao biết thằng này là đệ của mày nha All Might, thì giờ đây hắn chính thức gây áp lực lên Deku và cậu hiểu rõ những người bên cạnh mình sẽ gặp nguy hiểm vì cái điều đấy. Vì thế, cậu thực hiện một quyết định đi vào lòng đất, đó là bỏ nhà đi bụi và chính thức trở thành Dark Deku. Tôi gọi là Dark Deku bởi ông nhõi này giờ trông không khác gì tội phạm cả. Ác nhân, nó nhìn khéo còn tè mẹ ra quần chứ nói gì đến người dân. Deku bây giờ bản lĩnh hơn, chững chạc hơn, nhưng đồng thời nụ cười luôn dùng để cứu rỗi người khác của cậu đã biến mất từ lúc nào không hay. Deku chỉ biết hành động giống như một cái máy và lần lượt tách biệt khỏi những người xung quanh, thậm chí báo cả ông thầy All Might của mình. Bạn biết bạn đang trong trạng thái ăn nhang là khi một người đàn ông của công việc như Endeavor cũng phải ra mặt khuyên nhủ hãy nghỉ ngơi tí đi. Công nhận lúc này hiệu suất bắt tội phạm của Deku cao thật đấy, thậm chí còn chẳng cần bất cứ một cái anh hùng nào hỗ trợ theo. Nhưng chớ trêu thay, đây lại chính là cái cạn bẫy đạo đức mà All For One đã đặt ra cho cậu. Hắn tung hỏa mù khiến chính Deku lẫn các anh hùng chuyên nghiệp vào cạm bẫy, từ đó tách rời cậu khỏi cả dàn cộng cán này. Quá hiển nhiên, Deku bắt cả tá tội phạm nhưng vẫn chả thu được thông tin gì từ All For One. Thậm chí còn dẫn đến bản thân kiệt sức về mặt tinh thần vì thiếu ngủ và xém tí nữa bị bắt về cướp đoạt đi sức mạnh One For All. Tiếp theo, vùng xám của một anh hùng. Mà cũng không thể trách Deku được vì không chỉ cậu mà ngay cả những anh hùng top đầu ví dụ như Endeavor hay All Might cũng rơi vào cái bẫy đạo đức này luôn. Với All Might thì nó là việc ông bất chấp sống chết đi đấm tội phạm mặc dù đã được Sir Aynai ngăn cản. Còn Endeavor là sự ám ảnh với sức mạnh vượt trội để rồi tạo ra một trong những tên tội phạm đáng sợ nhất hiện tại, đó là ai? Đó là Dabi. Và vô số anh hùng chuyên nghiệp khác cũng đã sủi hết sau khi All For One vượt ngục. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ rằng con đường này sớm hay muộn Deku cũng phải đi thôi. Vì cậu đã hứa với Nana rằng sẽ giải cứu Shigaraki khỏi tay All For One, thì làm sao cậu có thể cứu rỗi hắn khi chính bản thân mình chưa trải qua cảm giác dằn vặt đạo đức như hiện tại đúng không?
Đây là thời điểm thích hợp nhất bản Deku nên biết về một mặt khác của bộ máy anh hùng trong My Hero Academia. Trước giờ, Deku cùng bạn bè đều chỉ biết về mặt sáng mà All Might hay những anh hùng khác phô ra, chứ mấy thằng nhóc thì ai mà cho biết mấy vụ trong tối. Và đây chính là lúc mà Lady Nagan ra sân, một cú chốt chí mạng và lý tưởng của Deku như một tay thiện xạ. Lady Nagan cũng như bao đứa trẻ khác cũng thần tượng người anh hùng nhờ Kosei của mình mà cô thành công lọt vào tầm ngắm của các ông lớn. Tuy nhiên, khác với anh hùng chuyên nghiệp ngoài kia thì cô lại mang cho mình vai trò của một kẻ ám sát, một đao phủ thực hiện nhiệm vụ lấy đi mạng sống của bọn tội phạm. Ban đầu cô cũng kiểu, ok, chốt đơn, gửi bao nhiêu, tiện bấy nhiêu. Tuy nhiên dần dà, càng giết nhiều tội phạm thì Lady Nagan càng nhận ra có gì đó nếu ổn ở đây. Bà ấy bắt đầu ngửi thấy cái mùi nó không đúng, hơi sai sai ở đây. Cô cảm thấy bàn tay nhôm máu tươi của mình không đáng nhận được sự hâm mộ đến từ bọn trẻ và bị trầm cảm từ đó. Đối với cô, tạo nên một thế giới toàn màu hồng có khác éo đi tẩy não người dân đâu. Thế thì khác mẹ với bọn tội phạm. Và rõ ràng là hệ thống này cực kỳ có vấn đề. Thậm chí, những anh hùng có khi lại là người đẩy họ vô con đường tội phạm này mới ít có ác. Tiêu biểu nhất chúng ta có ai? Chúng ta có Shigaraki. Khi vào thời khắc mà hắn cần được cứu rỗi nhất thì lại không ai giúp đỡ hắn và khiến tên này rơi vào trong tay của All For One. Hay bản thân Trice vốn là một người tốt, hơi khùng khùng một tí thôi nhưng rất là tốt tính, bị ép vào con đường này và bị Hawk, một anh hùng kết liễu. Dù biết hết mọi chuyện về Trice nhưng Hawk vẫn buộc phải kết liễu hắn vì chỉ có như vậy thì kế hoạch mới thành công. Nó phải khiến tôi nhớ về lời nói của Stan khi hắn cho rằng không ai là anh hùng thực thụ ngoại trừ All Might, trừ Deku. Mà Deku thì hoàn toàn cần phải nhận thức được vấn đề này, bởi chỉ khi cậu hiểu rõ về mọi mặt của hệ thống anh hùng thì Deku mới có thể trở thành biểu tượng hòa bình tiếp theo được, cũng như không phạm vào vết xe đổ đó của những người đi trước như All Might, như Endeavor. Cuối cùng, sự cứu rỗi. Đặc Deku bây giờ thì làm gì đủ thông để mà hiểu được những vấn đề hóc búa này. Tất cả gì cậu muốn bây giờ là bảo vệ mọi người mà thôi. Càng vãi lòn hơn nữa, khi tại chapter 316, All For One phè phỡn tiết lộ Deku trở thành như hiện tại đều do hắn sắp đặt, thậm chí còn nhại lại câu, giờ là lượt của ngươi. Nhưng khác với All Might, hành động chỉ tay của ông vào màn hình như thể muốn nói rằng thời đại của ông đã hết, và giờ trách nhiệm nó chuyển sang vai cho cậu. Còn với All For One, nó lại ám chỉ Deku rồi sẽ thất bại những người tiền nhiệm của One For All mà thôi. Dù đã biết sự thật, nhưng ngặt nỗi là Deku vẫn ủi vào cái bẫy tên trùm cuối đặt ra. Thậm chí còn nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh, sức mạnh tràn trề rồi, nên còn bỏ mặc luôn cả một trong những người thấu hiểu mình nhất, đó chính là All Might. Đọc tới khúc này thì tớ thấy hơi lo cho thằng gu này thật, vì cái tư tưởng này nó bắt đầu có phần giống với phe tư tưởng kiểu bọn tội phạm. Bố mày có sức mạnh, bố mày là nhất, sức mạnh thống trị tất cả chứ không phải biểu tượng hòa bình như All Might. Và tên tội phạm điều khiển rối chính là bài test cuối cùng dành cho Deku. Liệu cậu có sa ngã như Shigaraki hay vẫn giữ lý tưởng của mình? Rõ là đéo rồi. Deku, dù có như thế nào đi nữa thì vẫn không thể ra tay với những người dân vô tội được. Cậu thà để họ tấn công nhấn chìm mình còn hơn là tổn thương người dân. May mắn là Bakugo có mặt kịp thời giải cứu, dẫn theo lớp 1A, hay nói đúng hơn chính là sự cứu rỗi dành cho Deku. Hiển nhiên thì Super Boy của chúng ta lúc này dễ gì cho mấy thằng anh em thông não. Thế là cậu ra sức sủi với 200% công lực, trong khi cả lớp bâu vào nhồi một đống không chế vào mồm. Sau 7749 màn thông não chi thuật, mà công lớn nhất phải kể đến lời xin lỗi từ Bakugo. Hơn 300 chapter, cuối cùng cậu cũng chính thức nói lời xin lỗi với Deku. Và lần này Bakugo đã gọi Deku bằng tên thật của mình, Izuku, như một sự hối lỗi dành cho nạn nhân của mình. Nhờ vậy, Deku cuối cùng cũng thành công thoát khỏi cái bẫy mà All For One đã đặt. Không những vậy, cậu còn trở nên chững chạc hơn bao giờ hết và sẽ không còn bị tên All For One thao túng tâm lý như trước đây. Điều này sẽ là một yếu tố cực kỳ quan trọng giúp Deku có thể trở thành một biểu tượng hòa bình và là anh hùng top 1 trong tương lai. Và ok, như vậy là đã hết video rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn yêu thích mình thì đừng quên để lại cho mình một like, share, quên đăng ký kênh. Cũng đừng quên là nhấn vào cái nút chuông nhỏ để chúng ta có thể bàn luận trong những video tiếp tới nhé. Tôi là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. See ya!